Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đến với phần cập nhật tin tức bóng đá mới nhất trên kênh YouTube Điểm Tin Bóng Đá. Kính thưa quý vị các bạn, một điều rất bất ngờ là mới đây đông đảo các cổ động viên của bóng đá Malaysia đã bất ngờ cổ vũ tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ thắng UAE ở trận đấu tới đây và sẽ làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á ở đấu trường World Cup. Cụ thể là trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC Asian Cup, phần thông báo về chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia đã thu hút đến gần 22.000 lượt thích, kèm theo 8.000 lượt bình luận. Song song các biểu tượng ăn mừng của các fan Việt thì rất đông cổ động viên bóng đá từ các nước khác cũng gửi lời chúc mừng. Đặc biệt và bất ngờ nhất, có lẽ là khá nhiều cổ động viên của Malaysia đã chúc mừng tuyển Việt Nam. Không những vậy, các fan này còn khẳng định là các cầu thủ áo đỏ là đội bóng hàng đầu của châu Á. Dù thua trận, người hâm mộ bóng đá Malaysia cho biết là họ sẽ cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Seo đánh bại UAE và làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á ở đấu trường World Cup. Cổ động viên có tên là Mot Azahi nhận xét: Việt Nam là một đội bóng mạnh mẽ và vững chắc không chỉ ở Đông Nam Á mà còn cả ở châu Á. Chúng ta phải thừa nhận rằng là họ có chiến thuật, có tổ chức tốt và thi đấu đầy chắc chắn. Tôi hy vọng là sẽ thấy các bạn ở World Cup và làm cho Đông Nam Á tự hào. Malaysia cần học hỏi từ Việt Nam để xây dựng một đội bóng mạnh hơn trong tương lai. Khán giả có tên là Mot Wafa lên tiếng: Chúc mừng tuyển Việt Nam, các bạn xứng đáng giành chiến thắng. Hãy tiến xa hơn nữa, tuyển Malaysia sẽ rút kinh nghiệm từ bài học này. Hẹn gặp các bạn ở các năm tới. Cổ động viên có tên là Nas thì gửi gắm tuyển Việt Nam: Đội tuyển Việt Nam xin hãy làm Đông Nam Á tự hào. Các bạn có những cầu thủ trẻ tài năng. Chúng tôi chúc các bạn tiến xa hơn nữa. Malaysia cần học hỏi nhiều từ các bạn. Sự tôn trọng của tôi được gửi đến từ Malaysia. Tài khoản Sawan, một cổ động viên nhiệt tình, cho rằng thất bại này của đội nhà không có gì phải buồn khi hai đội có sự chênh lệch về đẳng cấp và thứ hạng. Việt Nam là đội bóng tốt đang xếp hạng 92 thế giới, trong khi chúng ta chỉ xếp 108. Đó là sự khác biệt lớn. Bên cạnh các fan Malaysia thì một số cổ động viên đến từ các nước khác đã đưa ra ý kiến của mình. Jakapan, một cổ động viên đến từ Thái Lan nhận xét: Malaysia chơi bóng khá xấu xí và bạo lực, chiến thắng xứng đáng là dành cho tuyển Việt Nam. Nana Haryana ở Indonesia tranh thủ gửi lời xin lỗi: Chúc mừng Việt Nam, hy vọng các bạn sẽ đánh bại UAE. Tôi nghĩ các bạn có thể làm được điều đó. Xin lỗi vì tuyển của chúng tôi trước đó đã chơi bóng xấu xí. Đội hình trẻ của chúng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm và làm tốt dưới sự dẫn dắt của ông Shin Tae-yong mới đến từ Hàn Quốc. Hy vọng là chúng tôi sẽ có thể theo bước các bạn. Thưa quý vị các bạn, lo ngại trước thềm trận đấu gặp UAE tới đây thì trợ lý Lê Huy Khoa của huấn luyện viên Park Seo tiết lộ là thầy Park rất ngán sai sót của hàng phòng ngự của đội tuyển mỗi khi thi đấu quốc tế và thầy Park liên tục dặn dò các cầu thủ tập trung nhưng điều đó vẫn chưa được hạn chế. Bàn thua trước Malaysia tối ngày 11 tháng 6 vừa qua tại sân Amatum mới chỉ là lần thứ hai tuyển Việt Nam bị thủng lưới ở bảng G. Trước đó thì Indonesia là đội ghi bàn vào lưới Văn Lâm trong trận đấu mà Việt Nam thắng Indonesia 3-1 tại Bali. Thầy Park có lý do để ám ảnh về sơ hở của hàng phòng ngự khi ông đã nhiều lần căn dặn các học trò nhưng sai sót vẫn xảy ra. Ngay từ những ngày đầu dẫn dắt tuyển Việt Nam, thầy Park đã thấy được sự nóng vội trong tranh chấp của các học trò nơi hàng thủ. Đó là khi tuyển Việt Nam lên đường tới Thái Lan hồi cuối năm 2017 để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á tháng 1 năm 2018. Từ giải giao hữu cho đến giải chính thức, đội tuyển của huấn luyện viên Park Seo đã 4 lần bị phạt đền trước Thái Lan, Hàn Quốc, Iraq và Qatar. Chiến lược gia người Hàn Quốc sau đó đã phải họp để căn dặn các học trò kỹ lưỡng nhưng có vẻ điều đó khó học nhất với các cầu thủ Việt Nam trên hành trình chinh phục các danh hiệu với huấn luyện viên Park Seo. Một năm sau, đến hành trình viết lên lịch sử ở sân chơi Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã bị loại bởi bàn thua duy nhất trước Nhật Bản trong trận tứ kết. Tiến Dũng là người mắc lỗi để dẫn đến việc bị phạt đền và Rizwan đã thực hiện thành công khiến cho chúng ta bị loại đầy tiếc nuối. Tuyển Việt Nam bước vào hành trình chinh phục vòng loại World Cup 2022 ở bảng G và penalty lại khiến cho thầy Park đau đầu. Ở trận gặp Thái Lan thì Văn Hậu đã phạm lỗi với Marian Bơ và may mắn cho tuyển Việt Nam là Văn Lâm đã xuất sắc cản phá thành công cú sút của Bunmathan. Việt Nam hòa 0-0 ngày hôm đó nhờ công lớn của thủ môn Việt Kiều. Đến UAE tối ngày 11 tháng 6 vừa qua lại là Văn Hậu nóng vội tiểu xảo với De Paula dẫn đến quả penalty. Lần này Tấn Trường đã không thể bắt bài cú đá mạnh của ngoại binh nhập tịch Malaysia. Tuyển Việt Nam sau đó may mắn thoát khỏi trận hòa thất vọng khi Brendan Gan cũng sai lầm bằng cách phạm lỗi mê an toàn trong vòng cấm.
Nếu không có tình huống của Văn Toàn giúp cho Ngọc Hải thực hiện thành công cú đá penalty, có thể Văn Hậu và huấn luyện viên Park đã phải tiếc nuối rất nhiều. Tuyển Việt Nam nếu chỉ có một điểm trước Malaysia thì khiến cho tình thế rất khó khăn. Thầy trò huấn luyện viên Park khi đó buộc phải quyết đấu với UAE ở lượt trận cuối và chỉ có thể chiến thắng mới đảm bảo tấm vé đi tiếp thay vì một trận hòa, hoặc có thể thua ít bàn thắng khi gặp đối thủ sắp tới. Thầy Park phải nhắc nhở các học trò là cẩn trọng hơn rất nhiều khi gặp đối thủ rất mạnh tới từ UAE. Họ với lợi thế sân nhà được trọng tài ưu ái hơn và có thể các học trò của thầy Park sẽ phải trả giá đắt vì sai sót cá nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.